báo của bạn bè đồng nghiệp cũng như là của mọi người ủng hộ sân khấu của Hồng Vân, và cũng mong rằng là các bạn luôn luôn ủng hộ và sát cánh với lại hồn vía nó làm hồn đi đâu rồi đó. Cho nên rằng là thật sự rất là cảm ơn sự có mặt của quý vị ở đây. Và bây giờ thì nhường lời cho quý vị ông Tiến hả? Nhường lời cho ông Tiến. Thì Cẩm Ly ạ. Dạ. Dạ. Em xin mời chị Cẩm Ly chia sẻ đôi điều cái cảm xúc của chị. Thật ra thì chị Ly cũng không phải là gương mặt lạ đối với sân khấu kịch. Tuy nhiên, sự xuất hiện của chị trong cái buổi ra mắt vở nhạc kịch đầu tiên của sân khấu kịch Hồng Vân ngày hôm nay chắc chắn cũng khiến cho rất là nhiều người quan tâm. Chị có thể chia sẻ với lý do chị nhận lời được không ạ? Vâng, cho Ly gửi lời chào đến quý chị nhà báo ạ. Thật ra thì nói gì thì nói, Ly vẫn là người ngoại đạo ạ. Ly là, ai cũng biết là Ly là ca sĩ chứ không phải là diễn viên kịch. Nhưng mà lần này thì nhận được lời mời của chị Vân. Và cũng như anh Vân đã từng nói là chắc có lẽ là vợ chồng Ly có mối quan hệ thân tình với chị Vân. Với lại cũng lâu rồi, nếu mà nói vở kịch này thì chắc đây là vở kịch Ly quay trở lại tham gia diễn kịch được mười mấy năm. Mười mấy năm trước thì đã có một lần tham gia một vở kịch đầu tiên rồi là bên sân khấu Hồng Vân mới. Vở May Mắn Thành Sao đã lâu lắm rồi. Và hôm nay quay trở lại đây thì rất là bất ngờ với lời mời của chị Vân vào vai này. Cái cảm giác thì thực sự là mình cũng hơi lo sợ. Bởi vì mình không biết là đối với Ly thì mình nhận một cái kịch bản nào cũng vậy. Quan trọng là mình có đảm nhận, mình có khả năng để mà truyền tải, để mà diễn cái vai cá nhân của mình thôi được hay không. Đó là một vấn đề. Và vấn đề thứ hai nữa là mình sẽ không làm ảnh hưởng tới tất cả những người xung quanh. Có nghĩa là ảnh hưởng tới toàn bộ cái vở kịch. Cái điều đó là điều Ly sợ nhất. Và Ly hy vọng rằng là Ly sẽ không dám nói trước. Cái này là chắc là có lẽ là sẽ sự phản ứng, cảm nhận của quý vị khán giả khi xem qua diễn như thế nào. Ly hy vọng là mình sẽ không làm phụ lòng tin tưởng của chị Vân. Cũng như là sẽ không làm ảnh hưởng tất cả mọi người ở đây ạ. Cảm ơn chị Thư Cẩm Ly. Riêng chị Vân thì chắc là em muốn chị chia sẻ nhiều hơn, các bạn chia sẻ trước. Vâng, thế thì xin mời Thanh Duy. Thanh Duy cũng là một trong những lứa học trò đến thế sân khấu của Hồng Vân là những ngày đầu tiên đúng không? Bạn chia sẻ đôi điều khi mà được U mời về. Dạ, lần đầu tiên Thanh Duy được đến đây là chào tất cả quý vị ngồi đây. Cái câu vừa rồi là cái câu là Thanh Duy chào hay ca sĩ chào? Tại vì thật sự thì Duy rất ngại nói cái kiểu này. Và hầu như là đi với lại Kali thì Kali lành nhạt nói hết. Thì mình liền mình không có biết cách chia sẻ nhiều. Chỉ là mong là tất cả các anh chị em, cô chú, cô vợ, con cánh cò được quý khán giả, quý nhà báo ủng hộ hết mình. Vậy thôi, còn tình cảm như thế nào chắc để chúng tìm ha. Mình không thích chia sẻ nhiều. Dạ. Cảm ơn chia sẻ của Thanh Duy. Rất ngắn gọn và xúc tích. Chúng ta sẽ đến với chia sẻ của Dũng và Dũng. Dạ, đầu tiên cho em xin được gửi lời chào đến quý đầu tư cuối là chị nhà báo cũng như là tất cả quý vị khán giả đang có mặt ở đây ngày hôm nay. Dạ, em thì cũng xin được chia sẻ một cái cách ngắn gọn thôi. Tại vì thứ nhất thì là cái cảm xúc của em gắn bó với sân khấu kịch Hồng Vân như thế nào thì em nói thật kể dài lắm. Nếu nói kể ra là nó phải hai vở kịch nó mới hết. Và cái điều quan trọng nữa là những người ngồi cuối thì hơi lỗ à. Dạ, cho nên là những người đầu nói hết thì những người sau họ hết ý rồi ạ. Dạ, em cũng chỉ muốn chia sẻ gọn thôi. Khi mà nhận được cái lời mời mà về lại để hợp tác thì em mới nói là ủa, cái này sao gọi là lời mời? Thì cái này chỉ cần gọi là về thôi. Tại vì em cũng như lòng vậy đi, từ hồi xưa tới giờ em ở đây mà em cũng đâu có đi đâu đâu. Cho nên cái cảm xúc của em thì vẫn như thế. Và khi mình về một ngôi nhà mới rồi thì cái cảm xúc của mình lại càng nồng nao hơn. Cho nên là cái bây giờ em cần quan trọng nhất là em phải làm sao để cho cái vai diễn này của em nó đạt một cái hiệu quả cao nhất để cho có thể là mẹ Hồng Vân không có
chúc cho sân khấu của mình nói chung và sân khấu của Mèo Hồng Vân nói riêng kể từ ngày hôm nay khai trương sẽ thành công, tốt đẹp, suôn sẻ, sẽ đạt được hiệu quả, hiệu ứng để có thể là truyền tải đến cho tất cả quý vị khán giả. Và thêm một lần nữa, dạ con xin được cảm ơn cô Thủy đã nhảy vô cứu bộ kịp lúc cái sân khấu của tụi con. Và xin một lần nữa cảm ơn anh Minh Huy đã chịu trách nhiệm về phần âm nhạc. Và cũng thêm một lần nữa cảm ơn luôn chị Cẩm Ly đã nhận lời. Và hy vọng rằng sau bữa tiệc này quý vị khán giả sẽ nhìn nhận chị Cẩm Ly không phải là một ca sĩ Cẩm Ly bình thường nữa, mà nhìn nhận thêm về một cái hướng diễn xuất nữa. Dạ, con xin cảm ơn. Quá trời chân chưa chữ nghĩa của em dồi dào dễ sợ. Cắn gòn, đó là cắn gòn, vâng. Nhưng mà cái vế đầu phát biểu hơi giống Tê Lộc lắm. Mình chỉ nói copy và pass thôi. Một phút sau cảm ơn là nó khác. Cảm ơn em, rất chân thành, yêu quý lắm. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với Lan Hoàng Long. Xin mời bạn. Cái đầu tiên cho Lan Hoàng Long gửi lời cái chị báo đài và mọi người. Thì em cũng giống anh Thanh Duy gì đó, cũng ít khi nào nói chuyện trước đám đông như vậy, và tiêu diễn cái này kia nọ các thứ thì tụi em sẽ tự tin hơn rất nhiều. Thì ngày hôm nay thì sự là Đồng Long rất vui khi mà tôi cùng với mẹ Vân, cùng với tất cả các anh chị ở đây được đứng chung cái sân khấu này ở một cái ngôi nhà mới này. Thì thật sự chia sẻ với quý anh chị là vào cái thời điểm mà cái bản hiệu sân khấu kịch Hồng Dân mà được tháo dỡ ở địa chỉ là 72 Nguyễn Văn Trỗi, thực sự là anh chị em nghệ sĩ mà đã từng gắn bó ở sân khấu đó có một cái gì đó rất là bồi hồi. Nó giống như là cái ngôi nhà của mình đã thân thuộc quá rồi, đến khi mà mình nhìn nó tháo dỡ từng thứ xuống thì cảm thấy giác giống như là trong lòng của mình nó có gì nó rây rứt, nó đau lắm. Và khi mà mẹ Vân mở lại sân khấu này thì giống như là mình tháo bản hiệu này ra nhưng đặt bản hiệu này nơi ngôi nhà mới. Dạ, ở địa chỉ là 643 Điện Biên Phủ. Thì thực sự thì đó, thì cái cảm giác nó giống như là bây giờ mình đã có ngôi nhà mới. Và thực sự rất là vui, rất mừng là mình lại tiếp tục đồng hành cùng với mẹ Vân và tất cả cô chú anh chị ở đây để phát triển hơn nữa và tạo dựng những cái vở kịch nó mang tầm, nó có chất lượng hơn để gửi cho quý vị khán giả. Và thực sự là cũng như là hồi nãy anh Nguyên Khang có nói là mẹ Vân chia sẻ là có những người từ đi có đi thì có mệt, những người Lê Lộc và Tuấn Dũng là có không có đi. Cũng như em thì chúng tôi là em chúng là được đào tạo từ sân khấu Hồng Vân và là được mẹ Vân, được thầy Minh Nhi, thầy Vũ Châu giống như là hai người cha, một người mẹ đã đào tạo cho em. Thì đôi lúc á mình là con mà thì cái sự báo hiếu của mình nó phải lúc nào cũng vậy, cho nên là giống như là mẹ hiểu với con là đúng không mẹ? Dạ, chứ giống như là mấy anh chị, giống như là sân khấu cái Phú Nhuận ngày xưa vậy, cũng có mấy anh chị khi mà thành danh làm được sân khấu mình rồi cái họ có công việc khác, họ không thể tiếp tục thì chắc chắn đó không phải là cái gì đâu mẹ, mà nó là theo con nghĩ là có những cái vấn đề riêng về cái cuộc sống này, cho nên là sau đó con nghĩ là nếu như mà có một cái cơ hội nào đó thì những anh chị cũng như con, như tất cả mọi người diễn viên của sân khấu mình sẽ quay trở lại để tiếp tục đồng hành với mẹ để dạy nghệ thuật lên sân khấu kịch Hồng Vân. Cảm ơn chia sẻ của Lan Hoàng Long. Nói chính ra là một cái văn hay trời luôn. Mình khúc đầu mình hơi ngại ngùng nhưng mà lúc sau rất là chân thành và đầy cảm xúc, đúng không ạ? Cảm ơn chàng trai. Bây giờ xin mời U. Bây giờ thì chắc U nghe hết tất cả anh chị em đồng nghiệp rồi. Mời U chia sẻ cảm xúc của mình. Thưa quý vị, nghệ sĩ Lan Hoàng Long. Alo. Xin lỗi mọi người là hôm nay cái giọng của Vân nó tắt rồi, thành ra là nói chuyện nó giống hơi giống đàn ông chút xíu. Bây giờ thì Vân không có chia sẻ gì nữa bởi vì tất cả mọi người đã chia sẻ rồi. Cái điều Vân muốn nói đây chỉ là những lời cảm ơn thôi. Bởi vì để có được cái buổi ngày hôm nay thì rất nhiều người cùng với Vân để mà có được
cái buổi họp báo cũng như là cái buổi ra mắt ngày mai. Thì đầu tiên á, là Vân cũng phải cảm ơn Trung tâm Văn hóa Phú Nhuận cũng như là kịch Phú Nhuận đã cho Vân gọi là lưu trú ở đó 23 năm trời. 23 năm trời để mà mình có thể có được những cái hành trang, những kinh nghiệm để mà mình có thể theo đuổi được cái đam mê của mình, đó là sân khấu kịch. Sau đó nữa thì Vân phải cảm ơn cái người mai mối cho Vân có mặt được ở cái địa điểm này, đó là đạo diễn Thanh Quỳnh. Lúc ấy Vân đang ở bên Mỹ thì Thanh Quỳnh có điện thoại cho Vân nói là chị ơi sao mà lâu quá sân khấu Phú Nhuận không có diễn nữa vậy chị. Thì lúc đó Vân mới nói là sân khấu Phú Nhuận là phải có một cái công tác khác, người ta không có cho thể tiếp được. Thì Thanh Quỳnh mới mai mối cho Vân đến đây, và bây giờ mọi chuyện đã được như thế này thì là phải cảm ơn đơn vị chủ quản, đó là Nhà Văn hóa Thanh Niên đã tạo mọi điều kiện để cho Vân có thể trong một thời gian ngắn, mọi người, đúng một tháng trời, đúng một tháng 8 là Vân đặt chân đến cái địa điểm này. Và từ ngày 15 tháng 9 thì bắt đầu mới lên kế hoạch sửa chữa tất cả mọi chuyện và khởi công tập Bông Cánh Cỏ. Đó là hai đơn vị mà Vân phải cảm ơn về mặt nhà nước. Tiếp theo đó là gia đình của chú Bắc Sơn là đã gọi là đã hỗ trợ hết sức có thể, từ tặng tất cả những ca khúc của chú Bắc Sơn, tặng luôn cái cuốn tình sử Bắc Sơn cho sân khấu kịch Hồng Vân, muốn chọn cái vở nào thì chọn để có thể làm được một cái điều mong ước của mình. Thì Vân rất là mê nhạc dân ca, Vân mê nhạc chú Bắc Sơn nè, Vân mê nhạc của nhạc sĩ Minh Vi nữa, và rất nhiều những nhạc dân ca là Vân mê ghê lắm đó. Thì là sau khi mà được cái sự ủng hộ đó của gia đình chú Bắc Sơn thì Vân lại tiếp tục đến một cái người tiếp theo đó nữa là đạo diễn Lê Nguyễn Tuấn Anh và các em lớp nâng cao năm. Tại vì là Vân chỉ có Vân chỉ có dám nghĩ đến cái chuyện là mình thể cái nhạc truyện này ở một quy mô nhỏ thôi đó. Thì Vân mới Tuấn Anh mới nói là thôi cố gắng làm sao để mà dựng tốt nghiệp cho các em, mình thỏa mãn cái đam mê của mình trong một cái giao diện cái nhỏ nhất có thể đó, là hai ông con bắt đầu tập đó. Sau khi mà Vân có nghĩ về các em thi thì là khi mà các em chạy lại cho Vân xem á, thì lúc đó Vân mới nhen nhúm cái chuyện là chắc là mình phải đưa cái này rộng ra, tại vì nhà của chú khi để vào một cái vở kịch nó hay quá đi. Thì là Vân có điện thoại cho Minh Vi nói em ơi, đó bây giờ ước mơ của chị vậy, em thấy sao nếu như bây giờ em nhận lời và Ly nhận lời thì chị mới dám làm. Thì Vi nói là để em coi coi sao. Thì cái ngày hôm mà các em các cháu đi thi thì vợ chồng Minh Vi đến xem, và sau đó thì Minh Vi có nói là em sẽ giúp chị nhưng phải sửa nhiều, đó là cái mà Minh Vi nói. Thì Vân có nói là tại vì cái nhạc kịch chị không có rành nhiều, chị không chị chưa, cho nên chị phải nhờ đến em. Nếu như bây giờ em nói có cơ sở để mình có thể làm được, nhân rộng dân ca ra được thì chị sẽ sẵn sàng chị làm. Thì sau khi mà Minh Vi và Cẩm Ly nhận lời là bắt đầu tụi Vân dựa vào cái bản dựng của các em, và tụi Vân bắt đầu dựng để cho nó gần với nhạc kịch nhiều hơn nữa. Đó là lần cảm ơn tiếp theo, hai lần cảm ơn tiếp theo của Vân dành cho Tuấn Anh lớp nâng cao và đặc biệt là Minh Vi và Cẩm Ly. Đó, cảm ơn rất nhiều lắm.
thực sự mà nói thì các bạn là những người mà bây giờ đang rất là bận lắm luôn, mà cái thời gian là Vân lại không đưa ra trước. Khi mà mình đi đồng ý rồi, bắt đầu Vân mới điện thoại với các bạn. Thì tại sao Vân chọn cái dàn diễn viên này? Thực ra sân khấu Vân á, còn rất rất nhiều các bạn không có đi đâu cả, các bạn ở lại và chờ ngôi nhà mới. Chứ không phải là các bạn đi hết, có một số bạn đi thôi, còn hầu hết là các bạn có vị kế sinh nhai các bạn đi, nhưng mà khi cần thì kiểu gì các bạn cũng về. Ví dụ như là ở Đinh Mạnh Phúc nè, rồi Châu Mai nè, rồi Quỳnh nè, Xuân Nghị nè, rồi Như Thùy nè, nhiều lắm, Phạm Yến. Nói chung là tất cả các bạn đều về hết nếu như mà Vân nhờ. Nhưng lần này Vân nhờ các bạn bởi vì Vân muốn là các bạn diễn và ca. Thực sự là như vậy, đây là những người hát rất là hay, Tuấn Dũng, Thanh Duy, Minh Luân. Các bạn chưa bao giờ nghe Yến ca đúng không? Lần này các bạn sẽ nghe bé Yến ca mà ca live nha mọi người. Lần này tụi Vân diễn là hát live chứ không phải là hát clip đó. Thành ra là Vân cần cái điều đó. Thì khi đó các bạn về làm, và các bạn gần như đã bỏ hết lực để làm. Trong đó các bạn Hồng Đào, thực sự mà nói khi mà Hồng Đào gặp, khi Hồng Đào nhận lời thì cũng mừng khủng khiếp lắm. Minh Viên cũng mừng, Cẩm Ly cũng mừng, và tất cả ekip ai cũng mừng hết. Rồi bà tập, rồi đến khi mà Hồng Đào về tới bên kia thì xảy ra cái sự cố như thế. Thì Thanh Thủy đúng 3 ngày là tính luôn hôm nay nha mọi người. Ngày 13 cái bà mình hôm nay.
bộ phận PR, truyền thông, màn hình LED.